Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 4 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 8, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống xã Triệu Gia Cương, huyện Từ Lợi, thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam đã gây ra một trận lũ quét phá hủy bức tường bao canh của một trường tiểu học và bức tường phía sau lớp học. Theo thông tin trên Internet, thì có học sinh tiểu học đã bị nước cuốn trôi. Nhưng các quan chức đã bác bỏ tin đồn và nói rằng không có thương vong nào xảy ra. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy trận lũ tấn công vào bức tường phía sau tòa nhà giảng dạy của trường tiểu học Tân An gây thiệt hại cho cửa lớp, cửa sổ và hàng rào sân chơi. Phụ huynh, giáo viên và trẻ em đang kêu khóc trên sân chơi lầy lội để tìm những đứa trẻ bị mất tích. Bức tường bao quanh ngôi trường này đã bị đổ sập hoàn toàn và nước bùn ở khắp mọi nơi. Tuy vậy, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, đây là một tin đồn trên mạng. Trường học đúng là bị lũ tấn công nhưng không có thương vong. Ủy ban thủy lợi sông Trường Giang cho biết, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp từ lúc 14 giờ ngày 2 tháng 8 tăng lên mức khoảng 50.000 mét khối trên giây. Mức này ngang với mức từng được ghi nhận trong các trận lũ năm 1998. Đồng thời, ủy ban này cũng phát cảnh báo khẩn về việc thượng nguồn đập Tam Hiệp có thể trải qua trận lũ lụt số 1 của sông Dương Tử năm nay. Trong khi đó, mực nước ở trạm liên hoa đường trên sông sẽ tăng lên mức cảnh báo gần 32,5 mét vào ngày 6 tháng 8. Theo quy định của Trung Quốc, khi lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối trên giây và mực nước ở trạm liên hoa đường tăng lên mức cảnh báo, thì lũ sẽ bắt đầu được đánh số. Do ảnh hưởng của mưa lớn, lượng nước ở thượng nguồn sông Trường Giang, Ô Giang, khu vực đập Tam Hiệp và hồ Động Đình của sông Trường Giang đều tăng đáng kể. Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 1 tháng 8 dẫn lời ông Vương Trương Lập, một quan chức thuộc Bộ Thủy lợi cho biết, năm nay mưa lũ diễn ra liên tục tại Trung Quốc và lũ lụt sẽ tiếp tục diễn ra trên các sông hồ của Trung Quốc vào tháng 7 và tháng 8 do mưa lớn. Kể từ đầu tháng 7, có 250 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo, chiếm 92% trong số tất cả con sông có mực nước trên mức cảnh báo. Các con sông này chủ yếu tập trung tại Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy, ông Vương cho biết. Ngày 2 tháng 7, cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA phát cảnh báo mưa lớn khắp Trung Quốc ngày 15 liên tiếp. Nhiều người Trung Quốc tiếp tục suy đoán về tình trạng của đập Tam Hiệp khi nó đang phải đối mặt với phép thử lớn nhất kể từ khi xây dựng xong vào năm 2003. Lũ lụt đang tiến đến gần sông Dương Tử thì lúc 4 giờ ngày 2 tháng 8, một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất khá nông với tâm chấn ở độ sâu 8 km làm tăng thêm lo ngại về nguy cơ sạt lở đất, đe dọa an toàn của đập Tam Hiệp. Mặc dù đây chỉ là một trận động đất nhẹ, nhưng nhiều người đã khá lo lắng vì Nhược Nhĩ Cái nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp và Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão trong 15 ngày qua. Thậm chí hồ chứa nước địa phương và đập Tam Hiệp phải tự bảo vệ bằng cách xả lũ, khiến toàn bộ thành phố Nghi Xương ở Hạ Lưu và Phượng Hoàng Cổ Trấn bị ngập lụt. Một số chuyên gia thủy lợi đã từng cảnh báo rằng một trong những nguy cơ gây vỡ đập Tam Hiệp là sự xuất hiện của động đất và sụt lở núi ở thượng nguồn. Theo Taiwan News cho biết, trước đó, một nhà địa chấn học Trung Quốc đăng tải video trên kênh YouTube Phùng Thiên Lão Vương, dự đoán đợt lũ kéo dài ở lưu vực sông Dương Tử và động đất sẽ xảy ra và gây nguy hiểm cho đập Tam Hiệp. Nhà địa chấn học Trung Quốc này dự đoán một thiên tai cực lớn sẽ xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử và khuyên người dân trong khu vực cần phải hết sức cảnh giác. Nhà địa chấn học này cảnh báo, nếu một con đập nhỏ ở thượng nguồn bị vỡ, nó có thể dẫn tới hiệu ứng domino với các con đập nhỏ khác. Và cuối cùng, đập Tam Hiệp sẽ phải hứng chịu áp lực nước khủng khiếp từ nước lũ và nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp là rất lớn. Kính thưa quý vị, theo CNN đưa tin, bão số 2 tăng cấp nhanh chóng đang hướng về Đài Loan và bờ biển phía nam của nước này. Bão số 2 có thể sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Đài Loan hoặc Trung Quốc đại lục. Kể từ khi bão số 1 hồi tháng 6 năm nay khiến tình trạng lũ lụt vốn đã nghiêm trọng càng tồi tệ hơn trên khắp vùng đông nam của Trung Quốc. Bão và lũ lụt ở Trung Quốc đã gây thiệt hại kinh tế lớn hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm cảnh báo bão Liên hợp Trung Quốc cho biết, cơn bão số 2 đã mạnh lên nhanh chóng trong 36 giờ qua từ áp thấp nhiệt đới và có khả năng sẽ tăng cấp thành siêu bão trong những ngày tới. Nhà khí tượng học Tom Starter của CNN cũng dự đoán bão số 2 sẽ thực sự bùng nổ thành siêu bão. Ông mô tả bão số 2 như một con quái thú có mắt bão được xác định rõ với các xoáy nóng xung quanh tâm, khiến áp suất khí quyển giảm thêm.
Tờ Taiwan News đưa tin, vào lúc 2 giờ sáng ngày 28 tháng 7, bão số 2, cách cực nam Eulunbi của Đài Loan khoảng 1.500 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Cơn bão có bán kính 121 km và có sức gió duy trì tối đa 175 km/h, giật lên tới 211 km/h. Cơ quan thời tiết Đài Loan dự báo bão số 2 sẽ đến gần Đài Loan nhất vào ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 8, dựa trên tốc độ và đường đi hiện tại của cơn bão. CVKB dự kiến sẽ đưa ra cảnh báo trên biển đối với bão số 2 vào khoảng từ tối ngày mùng 5 tháng 8 đến sáng ngày mùng 6 tháng 8. Theo CVKB, sườn núi áp suất cao ở Tây Thái Bình Dương là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến đường đi của bão số 2. Nếu hệ thống áp suất cao suy yếu sớm hơn dự kiến, cơn bão này sẽ quay về phía Bắc và đổ bộ vào Đài Loan. Nếu hệ thống được duy trì ổn định, cơn bão sẽ duy trì đường đi theo hướng Tây hơn là chỉ đi qua phía Nam Đài Loan qua kênh Baxi. Ngày 6 tháng 8, Giám đốc Cơ quan Thời tiết Đài Loan, ông Chen Mingdin cho hay, bão số 2 phát triển với tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với sự phát triển của bão Ida. Ông Chen cảnh báo cần phải có kế hoạch ứng phó thận trọng với cơn bão này. Ngày 5 tháng 7, mưa như chút nước tấn công phía đông nam Trung Quốc sau khi cơn bão số 1 đổ bộ, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Tàu đánh cá và các bến cảng dọc bờ biển phải dừng hoạt động. Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, bão số 1 đã ập vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó tiếp tục đổ bộ tỉnh Phúc Kiến trên đường di chuyển theo hướng Đông Bắc. Đến ngày 26 tháng 7, bão số 1 đã hạ cấp thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng mưa lớn vẫn xảy ra từ Macau đến thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến, gây ngập đường bờ biển dài hơn 700 km. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã Trung Quốc, nước này đã sơ tán hơn 33.000 người ở Quảng Đông đến nơi an toàn và hơn 3.000 tàu đánh cá trở về cảng. Tương tự, tại khu vực lân cận Phúc Kiến, phía Bắc Quảng Đông, 25.000 người phải sơ tán khỏi những vùng nguy hiểm và thu hồi 153 tàu đánh cá. Tổng số 218 bến cảng và danh lam thắng cảnh bên bờ biển cũng phải đóng cửa. Bão số 1 đang tiếp tục di chuyển về phía Bắc và qua eo biển Đài Loan, mang theo những trận mưa như chút nước vào cuối ngày. Ngày 26 tháng 7, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu đỏ về mưa lớn xối xả cho nhiều khu vực. Đây là mức cảnh báo mạnh nhất trên thang đo 4 màu của Trung Quốc, dự báo lượng mưa lên đến hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Để ứng phó với lũ lụt, tỉnh Hà Nam cũng đã đình chỉ các hoạt động khai thác cảng và cầu cảng, hoãn hoặc hủy một số chuyến tàu hỏa đến và đi từ tỉnh lỵ Trịnh Châu. Nhiều thành phố của tỉnh này đã thông báo yêu cầu dừng hoạt động các trường học, giao thông công cộng, nhà máy và doanh nghiệp cho đến tối ngày 28 tháng 7. Hai thành phố Tín Dương và Trường Viễn ở tỉnh Hà Nam, một trung tâm giao thông ở miền Trung Trung Quốc, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt từ mức 2 lên mức 1. Đây là mức cao nhất trong thang 4 cấp ở nước này. Cảnh báo vỡ đập và lũ lụt bất thường có thể xảy ra đồng thời. Trước đó, hai thành phố trên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa lũ kỷ lục ở tỉnh Hà Nam vào tháng 7 năm nay. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại các nhà máy. Theo số liệu thống kê từ Hệ thống Quản lý Thiên tai Quốc gia, gần 14 triệu người tại 150 quận, huyện và thành phố ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt kể từ ngày 26 tháng 7. Dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Hà Nam, thông tin Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết lũ lụt tại tỉnh này đã làm chết ít nhất 99 người tính đến trưa ngày 29 tháng 7. Trong đó có 26 trường hợp mới được xác nhận ở Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam. Ngoài ra, hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di rời khẩn cấp và đến nay con số này đã tăng lên 1.470.800. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục. Mưa lũ ở Hà Nam cũng ảnh hưởng đến hơn 1 triệu hecta, trong đó 527.000 hecta bị phá hủy và 198.200 hecta mất mùa. Trên toàn tỉnh, hơn 840.000 ngôi nhà bị sập hoặc thiệt hại. Thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90,981 tỷ nhân dân tệ, khoảng 14 tỷ đô la Mỹ. Con số thiệt hại ở Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm tới nay. Tờ Global Times của Trung Quốc mới đây đưa tin, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia cho biết, mưa lũ ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến gần 35 triệu người, 146 người chết hoặc mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 123 tỷ nhân dân tệ, khoảng 18,93 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phân bổ 795 triệu nhân dân tệ, khoảng 122,4 triệu đô la Mỹ để tái thiết các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão và lũ lụt. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, khoản tiền trên sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ tháng 6, những trận mưa như chút nước đã tấn công Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây và cơn bão số 1 đã hai lần đổ bộ vào Chiết Giang, gây ra lũ lụt rất lớn, thương vong và thiệt hại tài sản.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, trước đó Trung Quốc đã dành 3 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Nam. Người dân chuẩn bị bao cát để gia cố bờ kè ở huyện Sunxian. Lực lượng cứu hộ mang bao cát để gia cố bờ kè. Ngày 30 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo mưa bão trên toàn quốc, bao gồm tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam đất nước, Hắc Long Giang ở phía đông bắc và các tỉnh Sơn Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Sơn Đông và thành phố Trùng Khánh. Ngày 29 tháng 7, dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết, tháng 5 năm nay, thiên tai đã ảnh hưởng đến khoảng 16,31 triệu người tại 30 khu vực cấp tỉnh của quốc gia này. Trong số đó, ít nhất 44 người thiệt mạng hoặc mất tích và khoảng 138.000 người phải sơ tán. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, hơn 5.000 ngôi nhà bị sập, 240.000 ngôi nhà khác bị phá hủy do thiên tai và thiệt hại kinh tế lên tới 14,87 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,33 tỷ đô la Mỹ. Ngày 1 tháng 7, tại huyện tự trị Dạng Tị thuộc Châu tự trị dân tộc Di Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nhiều trận động đất mạnh hơn 5 độ Richter đã xảy ra. Chỉ vài giờ sau, vào sáng ngày 2 tháng 7, tại huyện Mã Đa, khu tự trị dân tộc Tạng Cốc Lốc, tỉnh Thanh Hải, cũng xảy ra một trận động đất có cường độ 7,4 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 17 km. Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, ngoài động đất, Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi mưa đá và lũ lụt trong tháng 5 và tháng 6. Cụ thể, Ủy ban Sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống lũ lụt ở sông Dương Tử, khi mực nước của các trạm kiểm soát chính ở trung lưu và hạ lưu cao hơn khoảng 2,3 đến 4,1 m so với mực lịch sử và cao hơn từ 4,6 đến 7 m so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ ngày 1 tháng 7, nước này bước vào mùa lũ lụt chính sau khi hứng chịu rất nhiều trận mưa lớn ở miền Nam kể từ tháng 5. Về cháy rừng, trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, tại Trung Quốc đã xảy ra 25 vụ, giảm 80,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh, cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.